Hello hello, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Love Music và tiếp tập 120 của phần 4 truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ thôi nào. Tập 121, Ngộ. Trước khi đến phần chính của video hôm nay thì mình xin phép gửi lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu bạn xem video này thấy hay thì bỏ ra một vài giây để like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ không dài dòng nữa, chúng ta đến tập truyện hôm nay thôi nào. Hiện tại, tất cả cái này đều một đi không trở lại. Sau khi luyện hóa thế giới chi tâm, ai cũng không thể uy hiếp Hạ tộc nữa. Trên tiệc mừng công tràn đầy sự vui vẻ, Hạ Sơn chủ bưng chén rượu đến bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng, thấp giọng nói: "Tuyết Ưng, ngươi tương lai sẽ vĩnh viễn nắm giữ Hạ tộc thế giới. Mấy người chúng ta đều cảm thấy nên thành lập một đế quốc, ngươi là hoàng đế." "Hoàng đế vĩnh viễn? Không cần." Đông Bá Tuyết Ưng nói: "Ta vốn không thích những điều này, về sau cũng không cần hoàng đế gì cả. Cứ để nguyên lão hội Hạ tộc ta quản lý đi." Hạ Sơn chủ gật đầu. Thật ra thành lập đế quốc hay không khác nhau không lớn. Dù sao tương lai thân là lĩnh chủ vật chất giới hoặc là địa vị hiện tại tuyệt đối vô địch, Đông Bá Tuyết Ưng đều có đủ quyền lực lực lượng dẫn đường toàn bộ Hạ tộc. Tiệc mừng công kéo dài hầu như một ngày một đêm, đợi tới hừng đông ngày hôm sau, Đông Bá Tuyết Ưng liền mang theo thê tử lui trước một bước. Thật sự là các siêu phàm quá vui vẻ, cũng có chút điên điên rồi. Hô, Đông Bá Tuyết Ưng nắm tay thê tử đi xuyên một lần là 10 vạn dặm, rất nhanh đã tới Tuyết Thạch Sơn. Quá náo nhiệt, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, hai người bọn họ đáp xuống đỉnh núi. Trước không về thành bảo, đi lại chung quanh nhiều một chút. Dư Tĩnh Thu nói, được, nghe lời nàng. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Dư Tĩnh Thu mỉm cười, về sau chúng ta làm gì? Có thể làm gì, sinh một đòn con trước. Đông Bá Tuyết Ưng trêu, sau này nàng và ta cảnh giới đủ, tu luyện phép phân thân, đi thần giới rộng lớn nhìn xem. Dù sao chúng ta đây chỉ là một trong ức vạn thế giới vật chất giới mà thôi. Sinh một đàn, Dư Tĩnh Thu bĩu môi, ta không có ý kiến, chàng có được không? Cái gì gọi là được không? Đông Bá Tuyết Ưng trừng mắt, ta vạn kiếp hỗn nguyên thể. Nói chính là vạn kiếp hỗn nguyên thể của chàng, huyết mạch chàng lợi hại như vậy, muốn sinh một đàn, khó đấy. Dư Tĩnh Thu che miệng, vậy từ từ sẽ đến, có thời gian mà. Đông Bá Tuyết Ưng cười hắc hắc. Vợ chồng hai người tùy ý nói, thản nhiên đi lại ở các đỉnh núi của Tuyết Thạch Sơn, ngắm cảnh sắc các nơi. Tâm tình Đông Bá Tuyết Ưng vô cùng tốt. Cho tới bây giờ, thậm chí cũng đã trải qua một bữa tiệc mừng công, hắn cũng cảm giác thật sự quá hư ảo. Lúc trước hắn thật sự đau lòng muốn chết, nhưng đột nhiên sau cơn mưa trời lại sáng tất cả tốt rồi. Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này nhìn đám mây xa xa cũng cảm thấy trắng như vậy, mềm mại như vậy. Nhìn ánh sáng mặt trời cũng cảm thấy nhu hòa như vậy, thoải mái như vậy. Nhìn một gốc cỏ dại trên mặt đất cũng cảm thấy tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Tất cả đều đẹp như vậy. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng nhìn dưới một cây cỏ dại kia trên mặt đất, trên cỏ dại cũng có giọt sương. Từ trên đại địa hấp thu dinh dưỡng, nước để tẩm bổ, gió truyền tới khí tức sinh mệnh, trên bầu trời ánh sáng mặt trời phát ra ánh mặt trời, cho nó năng lượng. Đông Bá Tuyết Ưng có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả cái này, khí tức của gió được cỏ dại hấp thu thổ nạp, vô số sóng của ánh sáng mặt trời bị hấp thu. Đông Bá Tuyết Ưng quan sát xa xa, sơn thôn xa xa, khói bếp lượn lờ, ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt xuyên thấu vô số trở ngại, nhìn thấy lão phụ nhân đang nhóm lửa nấu cháo. Gió vần quanh, củi đang cháy, tản ra nhiệt độ ánh sáng, nhiệt độ sánh sáng nấu cháo gạo. Mà củi hóa thành tro tàn, sẽ quay về đại địa. Thế giới này, thì ra. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn hướng trời cao, trên trời cao một con chim đang đáp xuống, dừng ở trên một lá bèo trên mặt hồ xa xa, ở đó cúi đầu, ngẫu nhiên uống nước. Vô số ba sóng của ánh mặt trời bị con chim hấp thu, gió bị con chim hút vào trong cơ thể. Trên đại địa sinh trưởng vô số thực vật cây cỏ cung cấp dinh dưỡng cho con chim đang uống nước. Địa hỏa thủy phong. Đông Bá Tuyết Ưng lẩm bẩm, địa hỏa thủy phong, ta luôn luôn tìm kiếm, tìm. Thì ra cần khí tức sinh mệnh, có khí tức sinh mệnh, địa hỏa thủy phong sẽ không ngừng luân chuyển, cấu thành vạn vật tất cả trong thiên địa. Địa hỏa thủy phong, đây mới là bốn ngọn nguồn căn cơ lớn của thế giới, chúng nó thật sự phối hợp lẫn nhau luân chuyển, có khí tức sinh mệnh, địa hỏa thủy phong cũng thật sự không ngừng luân chuyển. Đây mới là thế giới. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn mảng thế giới mênh mông này, trong thế giới có vô số quy luật đang vận chuyển, tất cả trước mắt giống như một bức họa cuộn tròn tuyệt vời. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở đỉnh Tuyết Thạch Sơn, ngước nhìn thiên địa, nhìn thế giới vạn vật, mọi sự vạn vật của thế giới này vận chuyển hắn nay đều nhìn thấu ảo diệu địa hỏa thủy phong vận chuyển trong đó. Soạt, một dao động vô hình tràn ngập ra. Tuyết Ưng, chàng nói nếu chúng ta có con, đặt tên là gì cho hay, con trai tên là gì, con gái thì sao? Bên cạnh, Dư Tĩnh Thu thấy Đông Bá Tuyết Ưng có chút ngẩn người, không khỏi cười chủ động nói. Nhưng nàng vừa dứt lời, liền cảm giác được Đông Bá Tuyết Ưng phát ra dao động vô hình. Dao động đó cũng không có tính thương tổn gì, nhưng lại dịu dàng bao dung như vậy. Dư Tĩnh Thu sửng sốt, chẳng lẽ Tuyết Ưng có điều cảm ngộ?
Điều này làm Dư Tĩnh Thu lộ ra một nụ cười, liền không nói nữa, thậm chí cố ý lặng yên đi tới cách đó không xa, không quấy rầy nữa. Trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này hiện lên vô số ảo diệu, đều là nhiều năm qua tu luyện cực điểm xuyên thấu, tinh thần, hư giới ba loại thần tâm này nắm giữ rất nhiều ảo diệu địa hỏa thủy phong, giờ phút này những ảo diệu đó đều đang xảy ra thay đổi. Đây mới là chỉ thẳng bản chất, nhảy ra khỏi tất cả lối cũ, mới nhìn ra bộ mặt rõ ràng của thiên địa quy tắc này. Ý thức của Đông Bá Tuyết Ưng đã hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ với quy tắc ảo diệu căn bản nhất, bản chất nhất của một phương thiên địa này. Tâm linh hắn cũng đang lan tỏa mở rộng, chung quanh dãy núi liên miên chập trùng, vô số hoa hoa cỏ cỏ, một số phi điểu tẩu thú trong núi, dòng thanh hà chạy trồm kia, gió trên trời cao, ánh nắng trên bầu trời. Mặc kệ là chân thật hay là hư ảo, mặc kệ là sinh hay là tử, mặc kệ là quang minh hay là hắc ám, tất cả vạn vật này đều thuộc về một phương thiên địa này, thuộc về một phương thế giới này. Oành! Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở đỉnh núi, lại giống như chúa tể thế giới. Dao động vô hình ôn hòa bao dung vạn vật tràn ngập ra, tất cả đều giống như nắm ở trong tâm. Thế giới chân ý, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng hiểu ra. Truyền thuyết trong truyền thuyết, nhất phẩm chân ý, thế giới chân ý. Ở trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng, nay thế giới chung quanh đã không có bí mật nữa, mặc kệ là thế giới chân thật, hư giới, âm ảnh thế giới, thậm chí một số khe hở thế giới. Hơn nữa mình còn có thể điều động thế giới lực, mặc kệ là ở thế giới hạ tộc hay là ở thần giới, thâm uyên, bằng vào thế giới chân ý là có thể điều động thế giới lực. Tuy nói nay vừa ngộ mới là cảnh giới tầng đầu tiên, thế giới lực có thể điều động còn cực ít. Nếu có thể đạt tới thần tâm cảnh, thế giới chân ý thật sự viên mãn, như vậy liền có thể điều động toàn bộ thế giới lực. Nhị phẩm chân ý, chênh lệch với nhất phẩm chân ý thật sự là quá lớn. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái. Ngũ phẩm chân ý, tứ phẩm chân ý, tam phẩm chân ý, nhị phẩm chân ý, nhất phẩm chân ý, càng về sau chênh lệch càng lớn. Nhị phẩm chân ý và nhất phẩm chân ý giống như lệch trời. Nhất phẩm chân ý nhất trọng cảnh đã đủ để so sánh nhị phẩm chân ý tam trọng cảnh. Đông Bá Tuyết Ưng không nghĩ nhiều nữa, hắn tiếp tục hoàn thiện. Nhiều năm tu luyện, hư giới, cực điểm xuyên thấu, tinh thần đều đã đến thần tâm cảnh, hắn tích lũy quá hùng hậu, cảm ngộ đối với địa hỏa thủy phong rất nhiều nay tự nhiên không ngừng lột xác tăng lên. Đông Bá Tuyết Ưng trải qua thời thiếu niên điên cuồng luyện thương, đáy vực 6 năm cô tịch, Xích Vân Sơn thế giới chấp nhất con đường tu hành của mình, vu độc tra tấn trăm năm, thay ra đổi thịt trong Hồng Thạch Sơn, vác trên mình áp lực tộc đàn tồn vong trong chiến tranh. Một loạt gặp gỡ, sau đó thê tử mắt thấy vô vọng cứu trị, lại có hy vọng. Đại bi đại hỉ biến hóa, khiến Đông Bá Tuyết Ưng vô cùng quý trọng thê tử, càng thêm cảm thấy cuộc sống tốt đẹp, sinh mệnh tốt đẹp. Loại nhiệt tình yêu thương đối với tất cả vạn vật này khiến hắn rút cuộc nhìn thấu mấu chốt kết hợp thật sự của bốn đại ảo diệu địa hỏa thủy phong, khí tức sinh mệnh. Khí tức sinh mệnh giống như sợi dây, khiến địa hỏa thủy phong thật sự cấu thành một thể hoàn mỹ. Nếu không có khí tức sinh mệnh, như vậy trong thiên địa chỉ là một mảng tĩnh mịch, đơn giản buồn tẻ giống như máy móc. Có khí tức sinh mệnh, như vậy tất cả đều khác, cái này cần nhiệt tình yêu thương phát ra từ tâm linh. Đương nhiên cũng cần có tích lũy vốn đã hùng hậu đối với địa hỏa thủy phong, nếu không có tích lũy, có thể nào ngộ đạo. Đông Bá Tuyết Ưng có thể bước ra một bước này, cũng là vô số nhân tố hội hợp. Giờ khắc này, ở chiến thắng tộc đàn thắng lợi, ở thê tử được cứu sống, ở lúc hắn bên thê tử mặc sức tưởng tượng cuộc sống về sau tâm tính hạnh phúc nhẹ nhàng nhất, ở trên Tuyết Thạch Sơn quê nhà mình, đã ngộ. Mỗi một người có thể ngộ ra nhất phẩm chân ý, đều là vô số nhân tố hội hợp, cộng thêm một điểm trùng hợp đó, liền ngộ. Nhưng cái này càng cần là rèn sự cứng rắn của bản thân. Giống lúc trước một vị luân hồi giả bình thường của thời không thần điện, bởi vì bậc đại năng ngụy trang thành lão giả đốn củi, thật sự nhìn thấu luân hồi giả này dưới bề ngoài bình thường ẩn giấu tiềm lực kinh người, cho nên giúp hắn khôi phục tự do. Càng ở dưới sự cố ý vô tình dẫn đường, luân hồi giả kia cuối cùng ngộ ra nhất phẩm chân ý khai thiên chân ý. Đương nhiên, nhất phẩm chân ý bình thường là không dạy ra được. Vị lão giả đốn củi kia cũng là phát hiện khối ngọc khôi này, mới hướng dẫn theo đà phát triển may mắn thành công. Từng ngày, từng tháng, ở bên cạnh đỉnh núi Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân tĩnh tu cách không xa. Dư Tĩnh Thu xây dựng ở đây một chút lâu, nàng cũng tu hành nghiên cứu pháp thuật, bầu bạn trượng phu mình. Trần Công Chủ. Dư Tĩnh Thu ở ngoài cửa chút lâu ngồi đối mặt với Trần Công Chủ, hai người uống nước trà. Tuyết Ưng lần này muốn tu hành tới khi nào? Trần Công Chủ có chút vội vàng. Điều này không nói chắc được. Dư Tĩnh Thu lắc đầu, đúng rồi, Trần Công Chủ, ngươi rốt cuộc có chuyện gì quan trọng? Là ma thú nhất tộc. Trần Công Chủ giải thích, chúng ta nay chiến tranh thắng lợi, ma thú nhất tộc có bộ phận còn sót lại còn tránh ở Thụ Hải thế giới. Nếu chỉ vậy thì thôi. Dù sao tòa thành lũy đó trong Thụ Hải thế giới nội quá kiên cố, tạm thời không phá được. Chờ sau khi Tuyết Ưng luyện hóa thế giới chi tâm tự nhiên có thể dễ dàng phá vỡ.
Nhưng ở thế giới hạ tộc, hủy diệt sơn mạch còn có trong biển, đều có lượng lớn ma thú tồn tại. Xử trí ma thú nhất tộc như thế nào, ở trong siêu phàm hạ tộc ta cũng có rất nhiều tranh luận. Có một số siêu phàm cho rằng, ma thú nhất tộc không đáng lo, ngược lại nên giữ lại, tốt cho hạ tộc ta dùng để mài giũa. Nhưng cũng có rất nhiều siêu phàm cho rằng, ma thú nhất tộc và hạ tộc ta thù hận kéo dài, có quá nhiều nợ máu với nhau, vẫn nên trừ bỏ thỏa đáng hơn. Cho dù không trừ bỏ, cũng phải diệt sát 99%, chỉ để lại một chút. Đại sự bực này, tự nhiên phải hỏi ý kiến Tuyết Ưng một chút. Trần Cung Chủ nói, Dư Tĩnh Thu nhẹ nhàng gật đầu, như vậy đi, xử trí đối với ma thú nhất tộc chính là đại sự, nhưng cũng không vội ở một chốc một lát, đợi trước một chút, Tuyết Ưng tu hành chấm dứt ta sẽ lập tức nói cho hắn. Tuyết Ưng tu hành quan trọng hơn, hắn luyện hóa thế giới chi tâm càng sớm càng tốt. Trần Cung Chủ uống trà xong lập tức đứng dậy, ta không quấy rầy, đi trước. Dư Tĩnh Thu lập tức đứng dậy đưa tiễn. Đồng bá Tuyết Ưng tu hành thế giới chân ý, lại là một đường thông suốt. Cho dù là những người không có tích lũy gì, nếu có thể cảm ngộ nhất phẩm chân ý, đều chỉ thẳng bản chất, về sau cũng đều là nước chảy thành sông, có thể thành nhất phẩm thần tâm. Tối đa thời gian dài chút, hư giới thần tâm của Đông Bá Tuyết Ưng chính là một bộ phận của thế giới thần tâm. Cực điểm xuyên thấu thần tâm, tinh thần thần tâm cũng đều có một chút coi như là thế giới thần tâm. Tích lũy lúc trước khiến Đông Bá Tuyết Ưng tu hành rất nhanh. Tu hành hôm đó đốn ngộ, liền trực tiếp ngộ ra thế giới chân ý. 15 ngày sau đã đạt tới thế giới chân ý nhị trọng cảnh, lúc này đã lợi hại hơn nhị phẩm thần tâm tầm thường chút. 1 năm 09 tháng sau, liền đạt tới thế giới chân ý tam trọng cảnh. Đây là, trong thế giới hạ tộc có một chỗ kỳ lạ, nó là vật vô hình, lại tồn tại. Nó thao túng toàn bộ thế giới hạ tộc vận chuyển, mặc kệ là núi sông dòng nước thực vật trùng thú, tất cả đều tuần hoàn theo quy tắc của nó. Thậm chí là người từ ngoài đến, thậm chí giới thần buông xuống thần chi phân thân cũng phải tuân theo. Nó chính là thế giới chi tâm, trung tâm thật sự thế giới hạ tộc này vận chuyển. Nắm giữ nó, liền nắm giữ toàn bộ thế giới hạ tộc. Rốt cuộc có thể luyện hóa rồi. Đồng bá Tuyết Ưng lúc trước nắm giữ hư giới thần tâm chỉ có thể cảm ứng được, hơn nữa miễn cưỡng thuyên chuyển một chút thế giới lực. Nhưng hiện tại đạt tới thế giới chân ý tam trọng cảnh, lại có thể rõ ràng dò xét được bản chất nhất của thế giới chi tâm này. Tuy không tính là tất cả đều biết, nhưng đến trên mức này đã đủ để luyện hóa. Dù sao hắn nắm giữ đối với thế giới đã đạt tới mức cực cao thâm. Nếu có thể đạt tới thế giới thần tâm cảnh, vậy đã là cảnh giới giới thần. Hiện tại cảnh giới của hắn tuyệt đối tính là thần cấp đỉnh phong, hơn nữa so với rất nhiều thần cấp đỉnh phong còn hoàn mỹ hơn nhiều. Các bạn thấy video này thế nào? Nhưng mà thấy hay thì để lại một like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cuối cùng, Love Music xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi, và chắc chắn là sẽ xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo rồi.